Xin chào anh chị và các bạn. Bây giờ em Đạt đang đứng ở khu vực Water Taxi. Tức có nghĩa là chúng ta sẽ đi những con thuyền gondola ở dưới dòng sông Venice tại Rangoon Phú Quốc. Thì đây là chính là các con thuyền. Dòng sông này là dòng sông nhân tạo dài khoảng 400m, chạy dọc chính giữa khu San Hai ra Hồ Tình Yêu, rất là đẹp. Đây là những con thuyền đó, rất là đẹp đúng không ạ? Và hai bên là những canh xốp được sơn mà đủ màu, mang hơi hướng của phong cách địa Trung Hải, rất là đẹp ạ. Đây